Chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vật chuyên lớp 10 chuyên hóa tại Hà Nội năm học 2021-2022. Để cho như sau, hòa tan hết M gam hỗn hợp gồm, bà để ý là trong hỗn hợp này chúng ta có một chất này, hai chất, ba chất, bốn chất, năm chất, sáu chất. Thực chất thì trong hỗn hợp này chúng ta chỉ có hai loại nguyên tố thôi, đó là kim loại với lưu huỳnh. Như vậy đây thầy sẽ gọi M gam hỗn hợp bây giờ gồm có kim loại là R, được chưa, và lưu huỳnh. Kim loại này mình cho nó là A gam đi, còn lưu huỳnh này cho là B mon đi. Khi đó mình sẽ có M ở đây là bằng A cộng 32B. Rồi khi tác dụng với H2S4 đặc đóng thì do mình quy đổi về R và lưu huỳnh thì R sẽ đi tác dụng với H2S4 đặc đóng để tạo thành R2SO4 tất cả A cộng cho SO2 cộng H2O. Bạn nghe kỹ, chúng ta tính cho thầy mon SO2 luôn đi, bao nhiêu? Rồi 0,375. Thì chúng ta sẽ xét cái phương trình của lưu huỳnh trước. Chúng ta xét cái phương trình của lưu huỳnh cộng H2S4 đặt trước nha, cho nó dễ. Đây, lưu huỳnh cộng cho H2S4 đặt thì sẽ tạo thành SO2 cộng H2O. Đây là biểu thức số 2. Cân bằng thì đây là 2, đây là 3. Còn số mol này B mol thì đây là 3B. Như vậy chúng ta có kim loại R cộng cho H2S4 đặc để tạo thành gì? R2S4 tất cả, đây là T đi ha, cộng SO2 cộng H2O. Đây là phương trình 3. Cân bằng 2T, 2T H2S4 và đây là 2T. Số mol này 0,375. Đây là 0,3 rồi, 3B rồi. Thì này là 0,375 trừ 3B. Được chưa? Chuyển qua, chuyển qua bên này thì chúng ta sẽ có khối lượng muối ở đây là 0,375 trừ 3B chia cho T. Bên này là 2 nhân cho 0,375 trừ 3B chia cho T. Được chưa em nhỉ? Rồi, bây giờ bạn có này. Sau đó người ta lấy R2S4 tất cả T này đi tác dụng với BA OH 2 lần để tạo thành ROH tất cả T cộng BASO4. Cái này chắc cái tuổi 2 thì đây là 2, T thì đây là T, và đây là T. Được chưa em? Số mol thằng này là bằng 0,375 trừ 3B chia cho T. Được chưa? Thì bây giờ nó sẽ là 2 nhân cho 0,375 trừ đi do gì? 3B chia cho T, đúng không em ơi? Còn bên này là 0,375 trừ đi 3B, đúng không em nhỉ? Được chưa, được chưa? Rồi bạn nghe kỹ, chúng ta có khối lượng cái tủa này. Khối lượng cái tủa bây giờ sẽ được tính như sau. Khối lượng tủa phải do cái ROH tất cả T cộng cho BA4 không? Ở đây mình sẽ tách ra là nó sẽ bằng khối lượng của RA cộng RT cộng cộng OH trừ cộng BAS4 cộng cho BAS4. Được không em ơi? Và theo đề cho là bằng 33,165, đúng không ạ? Rồi bây giờ bạn nghe, khối lượng của R thì mình đặt biết rồi, nó là A đúng không em? Tương đương đây là A. OH của chúng ta bây giờ sẽ được tính như sau. OH là 17 nhân cho này nhân này. OH chúng ta là 17T đúng không em? 17T mà chia cho T là hết đúng không?
Em lấy 17 nhân cho thằng này trừ đi 3b bằng bao nhiêu? 17 em nhân cho 0, xin lỗi em nhân cho 2. Em nhân cho 0,375. 12,75. Được chưa? Được chưa nào? 2 trừ đi 3b là trừ 6. 17 nhân cho trừ 6 thì bây giờ nó sẽ bằng trừ 1 lại 2. Được chưa? 1 lại 2b. Được không em ơi? Được chưa? Tiếp tục. BASO4 nhân cho 0,375 thì ở đây nó sẽ bằng 87,375. 233 nhân cho 3 trừ 699. 699B bằng 33,165. Ở đây em sẽ có biểu thức như sau. A này giữ lại này. Một không hai trừ đi cộng cho 699, ở đây nó là bằng âm 801. B 33,165 chúng ta trừ đi 12,75 trừ đi 87,375 đây nó bằng âm 66/96. Được chưa nhỉ? Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tìm AB. Ở đây thầy sẽ biến đổi luôn đi. Thầy để A lại. Thầy chuyển cái 801 qua bên vẽ phải. 801B trừ đi 66,96. Được chưa em nhỉ? Rồi, đây là biểu thức số 5. Và nhiệm vụ của thầy là tìm cái biểu thức còn lại, đó là biểu thức của gì nhỉ? Của muối đúng không em? Muối là đây đúng không nhỉ? Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp cận vấn đề một cách khác đi. Mở muối bây giờ này bằng này. Bằng khối lượng của kim loại bằng khối lượng của RT cộng cộng khối lượng S4 hay trừ. Muối là kết hợp giữa kim loại và góc axit. Kim loại có chưa? Kim loại chúng ta là A đúng không nhỉ? Đúng không? Khối lượng của R này là A. S4 là 96T. Chia T là hết cho em ơi. Nó cộng cho 96 nhân cho 0,375 trừ đi 3B. Cái kính gì chỗ này không em ơi? Hả? À không đúng không? Tới đây hiểu chưa? Hả? Rồi. Và ở đây theo đề cho bằng bao nhiêu? 169 trên 89M đúng không em nhỉ? Được chưa? Tới đây hiểu chưa? Còn nếu mà bạn nào để ý hơn á thì đây chúng ta có biểu thức này. Từ nha. Như vậy cái đó nó chỉ có bạn thôi đúng không em? AM và B đúng không? AB và M đúng không? Đúng không ạ? Ôi dù bài xong rồi. Được chưa em? Đúng không ạ? Rồi ok, mình sẽ biến đổi. Lần này chắc tự tin đúng. 96 nhân 3B bằng bao nhiêu? 96 nhân 3 288. Chuyển 169 phần 89 M qua vế trái. Hai này nhân qua chuyển qua vế phải là âm bao nhiêu? Âm 36. Như vậy ở đây thầy sẽ xin phép rút lại cái lời nói hồi nãy. Không rút lại A luôn. Để ở đây là biểu thức 5. Đây là 6. Em giải hệ đó là gì? 156. 1 thì mình sẽ biến đổi. A cộng 32B
trừ m bằng 0, được chưa? Đây là một, em giải đi. Vậy thì bạn là xong. Không ra nữa thì sẽ thấy hôm nay thầy không dạy các bạn nữa. Phương trình 2 của chúng ta. Chúng ta giải hệ 1, 5, 6. Từ đây mình sẽ ra được A bằng 5,13, B bằng 0,09, BM bằng 8,01. Như vậy khớp đáp số, như vậy thầy đã làm đúng. Được chưa bạn?